nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Sở Giáo dục đào tạo thành phố cùng các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các thầy cô giáo và khẳng định toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố luôn trân trọng những đóng góp, cống hiến của các thầy cô giáo đối với sự nghiệp trồng người nói chung và kiến tạo nên những học sinh xuất sắc nói riêng góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố lớn mạnh trưởng thành như ngày hôm nay chúc mừng những thành quả mà sở giáo dục và đào tạo thành phố cùng các trường và cơ sở giáo dục đã đạt được công an thành phố mong muốn trong thời gian tới đội ngũ giáo viên cũng như lãnh đạo các trường tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đổi mới phương pháp dạy góp phần vào sự thành công của sự nghiệp giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh công tác phối hợp giữa ngành giáo dục với công an thành phố phục vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố thực sự trong sạch tinh nhuệ hiện đại